Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, khái niệm sống chung với lũ ngày càng trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, để thực hiện được ý tưởng này thật không hề đơn giản chút nào. Bởi lẽ, lũ lụt bây giờ vì nhiều lý do khác nhau thường kéo theo nạn sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến những hộ dân sống ven sông suối, tác động tiêu cực không chỉ đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến tình hình ổn định kinh tế xã hội của địa phương. Đây thực sự là vấn nạn đang diễn ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Trị. Chúng ta cùng đến với một địa bàn cụ thể thuộc huyện Triệu Phong để cân cảnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nói đến xã Triệu Giang thuộc huyện Triệu Phong là nói đến một xã đồng bằng phong cảnh hữu tình, nằm ở vị trí thuận lợi, vừa gần quốc lộ 1 lại vừa gần con sông Thạch Hãn, nên giao thông thủy bộ đều tiện cả đôi đường. Riêng với dòng sông Thạch Hãn đã gắn bó với đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây từ xưa đến nay. Nhưng có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mọi chuyện cứ bình thường, nước chảy mây trôi. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Những năm gần đây, cùng với nhiều xã khác như Triệu Long, Triệu Thượng, Triệu Giang cũng đã và đang đối mặt với một nguy cơ rất đáng sợ, đó là vấn nạn sạt lở bờ sông. Lúc đầu có thể sạt lở còn ít, nhưng ngày càng vấn nạn này càng tăng lên. Hà bã đã hung hăng tàn phá không thương tiếc nhiều mảnh đất màu mỡ, phong cảnh hữu tình ven sông Thạch Hãn. Sự cuồng nộ của thiên nhiên ngay trong thời tiết bình thường cũng đã không thể xem thường. Nạn sạt lở này đã trở thành một nỗi ám ảnh thường xuyên đối với những ai thường xuyên chứng kiến, khiến người dân và cán bộ địa phương không thể không lo lắng, không thể bỏ qua trước một thực trạng uy hiếp cuộc sống của cư dân địa phương, trước hết là với những người sinh sống ven sông. Hàng năm đến vào mùa lụt thì xã đã có mất rất nhiều đất trong tình trạng do là nguyên nhân chính là do tình trạng sạt lở bờ sông. Điều này là ảnh hưởng đến rất lớn đến đời sống kinh tế phát triển của địa phương, như là mất đất sản xuất, rồi mất đất ở của địa phương, rồi bà con rất là hoang mang, không có nhà gì đất để mà sản xuất, cũng như là tình trạng lấn chiếm ngày càng làm cho đất ở cũng bị mất nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân nên nạn sạt lở có chiều hướng ngày càng lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày đến cuộc sống của bà con, khiến cuộc sống nhiều mặt của họ trở nên bất an và bấp bênh. Để hiểu rõ hơn điều này, chúng tôi đã về Triệu Giang vào một ngày mưa để nhìn nhận những gì đang diễn ra bên con sông Thạch Hãn. Đúng là con nước hung dữ đã cuốn phăng đi nhiều bãi bồi và cả những cây cổ thụ lâu đời, tấn công vào bờ sông, gây nên những tổn thất nghiêm trọng khó lòng bù đắp. Nhiều nơi nước sói lở vào sâu, uy hiếp trực tiếp đến các công trình di tích lịch sử văn hóa, đe dọa sự sống còn của các con đường huyết mạch giao thông trên bộ. Câu chuyện sạt lở không còn là vấn nạn xa xôi mà đã hiện hiện ra trước mắt, ảnh hưởng đến từng bữa ăn giấc ngủ của người dân, khiến ai nấy lo lắng không yên một khi sông nước thiên nhiên đã không còn bình yên như những năm xưa cũ. Họ thực sự đang thấp thỏm từng ngày khi buộc phải đối mặt với những gì đe dọa đến chuyện an cư lạc nghiệp. Chứ là không có cái hy vọng gì, nhà cửa là cứ hay nó sống ngày nào thì mình ăn ngày đó thôi. Chứ nói thiệt chứ trong nhà là không có chí nào mà đi mình, coi như mình ra hết á. Thì chứ hay nên cô lợ thì nhờ chính quyền cô ấy, cấp trên cô ấy, chứ mà nói là lợ cái lều. Thì hồ về hỗ trợ đi thôi. Đứa con lại cứ mày cứ ở đây đi, cứ làm trồng trọt rồi mà ăn rửa thế. Thời trước á, ông cha tôi để lại là tôi về đấy ở á, là như vậy là đất này gọi là đất tạo bồi. Cho nên nó cái dải đất nó dài, nó đẹp lắm. Cách bờ sông nó 50 mét. Hiện nay bây giờ lỡ là vào tới tầng nhà rồi. Thì vì do trước nó là cái tình hình lũ lụt, thứ hai nữa là khai thác cát sạn quá nhiều. Do đó cho nên nó sạt lở 2 năm gần đây không lũ lụt mà lại sạt lở mạnh. Bây giờ trẻ nó chia xuống hết rồi. Cho nên cái này thì dân thì không biết làm sao. Ra bắt cũng không được, đòi cũng không được.
Nhà nước, cụ thể ở đây là huyện Triệu Phong, cũng đã có dự án di dân vùng lũ từ năm 2010. Dự án này có tổng đầu tư 29 tỷ đồng cho cư dân ba xã Triệu Giang, Triệu Long và Triệu Thượng. Dự án này đã chọn khu vực vùng đồi xã Triệu Ái để quy hoạch điện, đường và đất sản xuất. Nhưng rồi vì nhiều lý do như vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng và một số lý do khác nữa, cũng đã phải bỏ dở nửa chừng. Đến hôm nay, chỉ thấy cây của người dân tận dụng trồng rừng khi đất dự án nhàn rồi đang bị bỏ hoang. Việc di dân vùng lũ bị đình trệ và các hồi tránh lũ, tránh nạn sạt lở xem ra cũng còn khá xa vời với nhiều gia đình sống gần sông Thạch Hãn. Lại một điều đáng tiếc đang diễn ra khi nhiều tỷ đồng bỏ ra nhưng hiệu quả thì chưa thấy. Đây là một dự án được bắt đầu từ năm 2020. Nhưng đến nay vẫn chưa có dự án thì cũng bà con cũng rất là hoang mang. Qua cuộc tiếp xúc cử tri thì bà con cũng đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình đến với các cấp có thẩm quyền. Đến nay dự án thì cũng do nhiều nguyên nhân nên cũng chưa được đi vào thực hiện, và cũng mong các cấp có quyền thì đẩy nhanh cả tiến độ để mà đưa cái dự án vào để cho bà con yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quay lại với câu chuyện sạt lở ở địa bàn xã Triệu Giang để thể hết sự tin phức tạp của vấn đề di dân vùng lũ. Bởi ở một góc nhìn khác thì việc người dân phải sống một cảnh hai quê, nghĩa là ở trên đồi rồi canh tác đất ven sông, cũng vẫn là một giải pháp tình thế không thể coi là thường sách. Nhất là với những gia đình neo đơn hoặc già cả thì vấn đề di dân lại càng không hề đơn giản. Họ có những tâm tư và mong muốn khác vẫn cần được lắng nghe. Không biết cái sợ mấy muộn thì không biết, mà nếu như mà lụt á thì về tôi đấy mình rắn đây thôi. Chưa đi nói thiệt chứ đi cũng không có tiền mà giờ ở nhà đi. Hồ nói nó chứ mê ứng đi mô. Mà chứ đi mô. Hỏi như chứ ở đấy là nhờ nguồn rau nguồn cỏ. Nhờ trồng cái đi qua cái tế rồi là bạn mua hàng ngày rồi nắm 30 chứ đoán. Đỡ cho đứa con lại đi là chịu. Ở đây chính quyền các cấp cũng có nói nếu trường hợp đi ở cũng được á, thì đến nơi khác về đây sản xuất thì thấy bất tiện. Bây giờ á, mình đã làm nhà ra rồi, ở rồi, mà chứ nó sạt gần đến rồi mà chứ đi chỗ khác. Cụ cấp cho một cái nền nhà thì cũng không có tiền để mà làm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì có làm ở nơi xa thì cũng về đây sản xuất. Vì đất đai là người ta cấp đây rồi, đất phần ăn đây rồi. Thế này cho nên cái đi cũng khó khăn cho nhân dân. Chính quyền cơ sở gần chân nhất, nhưng việc đối phó với nạn sạt lở hay di dân lại nằm ngoài tầm tay của mình, trong khi hàng ngày họ phải chứng kiến những gì đã và đang diễn ra đe dọa đến cuộc sống người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban xã có các năm cũng đã vận động bà con bằng các phương pháp như là trồng cây để chống sạt lở bờ sông. Thì về thêm bên cạnh đó thì cũng đã kêu gọi các cấp có thẩm quyền thực hiện cho các dự án liên quan. Ở trên địa bàn xã có như là dự án là xây kè Long Giang, rồi dự án di dân vùng lũ, đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện về vốn cũng về các bước để sớm đưa cái dự án nó vào hoạt động để cho bà con yên tâm công tác phát triển kinh tế xã hội, an cư và lạc nghiệp. Thông qua phóng sự này, câu chuyện xây kè và chống nạn hút cát trái phép như dân gian vẫn gọi là cát tặc vẫn là vấn đề thời sự cần ghi nhận và giải quyết kịp thời, nếu không nạn sạt lở vẫn không ngừng tiếp diễn. Mặt khác, cần xem xét nghiêm túc tính khả thi của các dự án di dân vùng lũ để thiết thực hỗ trợ cho người dân trong vùng lũ lụt và sạt lở một cách hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã thấy, câu chuyện sống chung với lũ cũng như đối phó với nạn sạt lở có nhiều ngóc ngách cần tìm hiểu để nhìn nhận một cách đầy đủ tình hình, mong tìm ra hướng xử lý tốt nhất. Và đương nhiên, dù làm gì và làm bằng cách nào, nếu lời của người dân, của cộng đồng, của xã hội được đặt lên hàng đầu, thì sớm muộn cũng có thể đưa ra phương án giải quyết với tính khả thi cao. Hy vọng bài toán giải quyết nạn sạt lở ở Triệu Giang cũng như nhiều nơi khác sẽ tìm được lời giải thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Đến đây chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn.